Chào tất cả các bạn. Hôm nay đã là ngày 1 tháng 12 năm 2015 rồi. Cũng là cái tháng cuối cùng của năm 2015 để chuẩn bị cho cái niên độ của 2016. Thì bắt đầu từ 2016 có nhiều chính sách thay đổi như là thuế nè, kế toán nè, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội vân vân. Thì trong đó hôm nay Hiền sẽ chia sẻ với các bạn về cái phần thay đổi của lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Về tiền lương thì Hiền chia sẻ với các bạn về cái nghị định 122/2015/NĐ-CP của ngày 14 tháng 11 năm 2015 của chính phủ. Cái nghị định này thì nó quy định về cái mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Căn cứ vào luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012, căn cứ luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Chính phủ ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Điều 2 là đối tượng áp dụng. 1. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo luật doanh nghiệp. 2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Ba, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của nghị định này. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này sau đây gọi chung là doanh nghiệp. Điều 3, mức lương tối thiểu vùng. 1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau. A. Mức 3.500.000 đồng trên tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1. B. Mức 3.100.000 đồng trên tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 2. C. Mức 2.700.000 đồng trên tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 3. D. Mức 2.400.000 đồng trên tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 4. 2. Địa bàn thuộc vùng 1, vùng 2, vùng 3 và vùng 4 được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Như vậy, Hiền mở rộng cái vấn đề tại điều 3 một tí. So với lại năm 2015 thì mức lương tối thiểu vùng 2016 có một sự thay đổi tăng. Như vùng 1 thì mức lương tối thiểu vùng của 2015 là 3.100.000 đồng trên một tháng. Mức lương tối thiểu vùng 2016 là 3.500.000 đồng trên một tháng, là tăng
400.000 đồng trên một tháng. Vùng 2 thì mức lương tối thiểu vùng 2015 là 2.750.000 đồng trên một tháng. Còn mức lương tối thiểu vùng năm 2016 là 3.100.000 đồng trên một tháng, tăng 350.000 đồng trên một tháng. Vùng 3, mức lương tối thiểu vùng năm 2015 là 2.400.000 đồng trên một tháng, lương tối thiểu vùng năm 2016 là 2.700.000 đồng trên một tháng, tăng 300.000 đồng trên một tháng. Vùng 4, lương tối thiểu vùng năm 2015 là 2.150.000 đồng trên một tháng, lương tối thiểu vùng năm 2016 là 2.400.000 đồng trên một tháng, tăng 250.000 đồng trên một tháng. Đó là cái bảng mà so sánh mức lương tăng tối thiểu vùng giữa 2015 và 2016. Hiền đi tiếp cái nội dung của quy định về mức lương tối thiểu vùng, cái nghị định 122. Điều số 4 là nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn. Một, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy đổi đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị chi nhánh hoạt động trên địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. 2. Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. 3. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi chính phủ có quy định mới. 4. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng 4 thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại mục 3 phụ lục ban hành kèm theo quyết định này. Điều 5. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng. 1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại điều 13 nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, phải đảm bảo 2. A. Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất. B. Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề quy định tại khoản 2 điều này. 2. Người lao động đã qua học nghề bao gồm: A. Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học, đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại nghị định số 90/CB ngày 24 tháng 11 năm 1993 của chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo. B. Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp, văn bằng giáo dục đại học và văn bằng chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại luật giáo dục năm 1998 và luật giáo dục năm 2005. C. Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề
bằng tốt nghiệp trung cấp nghề nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại luật dạy nghề. D. Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của luật việc làm. D. Người đã được cấp văn bằng chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp và đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại luật giáo dục nghề nghiệp. E. Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại luật giáo dục đại học. G. Người đã được cấp văn bằng chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài. H. Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra bố trí trong công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề. 3. Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng quy định tại điều 3 nghị định này và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của doanh nghiệp phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động để thỏa thuận xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp, bảo đảm các quy định của pháp luật lao động và tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp. 4. Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại chế độ bồi dưỡng bằng tiền hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp bổ sung khác, trợ cấp tiền lương do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp. Điều 6. Hiệu lực thi hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động hết hiệu lực kể từ nghị định này có hiệu lực thi hành. 2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các bộ cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, phổ biến đến người lao động, người sử dụng lao động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại nghị định này, trình Chính phủ xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định. 3. Các trưởng, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Về cái phụ lục danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 để ban hành theo cái nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ thì các bạn tham khảo thêm. Như vậy thì Hiền đã chia sẻ xong cái nghị định 122/2015 trên NĐ-CP về cái mức lương tối thiểu vùng cho áp dụng từ năm 2016. Tiếp theo là Hiền xin chia sẻ với các bạn về cái quy định về mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hiền tóm tắt lại một như sau. Nghĩa là từ ngày 1 tháng 12 năm 2015 thì theo cái quyết định mà 959 trên QĐ trên BHXH
quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bắt đầu cái hiệu lực thi hành. Thì quyết định đã quy định mới về mức lương, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động cụ thể như sau. Từ 1 tháng 1 năm 2016, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định pháp luật về lao động. Từ 1 tháng 1 năm 2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định pháp luật về lao động. Như quy định trước đây, thì mức đóng bảo hiểm xã hội chỉ đóng trên mức tiền lương, tiền công hàng tháng ghi trên hợp đồng lao động mà không quy định rõ là đóng thêm các khoản phụ cấp, lương hay bổ sung khác. Nhưng mà từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì đã quy định rõ là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định pháp luật về lao động. Và từ 1 tháng 1 năm 2018 thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản khác, bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Thì cái nội dung của cái quyết định số 959 của Bảo hiểm xã hội ngày 9 tháng 9 năm 2015 như sau. Quyết định ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ luật bảo hiểm xã hội số 58/2014 trên Quốc hội 13 ngày 20 tháng 11 năm 2014. Căn cứ luật bảo hiểm y tế số 25/2008 trên Quốc hội 12 ngày 14 tháng 11 năm 2008, luật số 46/2014 trên Quốc hội 13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Căn cứ luật việc làm số 38/2013 trên Quốc hội 13 ngày 16 tháng 11 năm 2013, căn cứ nghị định 05/2014 trên NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam xét đề nghị trưởng ban thu, trưởng ban sổ thẻ. Quyết định điều 1 ban hành kèm theo quyết định này quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2015, thay thế quyết định số 1111 trên quy đề BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011, ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, bãi bỏ điều 1 quyết định số 1018 trên quy đề BHXH ngày 10 tháng 10 2014, sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các văn bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với quyết định này đều hết hiệu lực. Điều 3, trưởng ban thu, trưởng ban sổ thẻ, chánh văn phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh. Về cái quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, ban hành kèm theo quyết định 959 trên quy đề BHXH ngày 9 tháng 9 2015 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thì chương 1 là quy định chung, điều 1 phạm vi áp dụng. Một, văn bản này quy định hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp
ghi quản lý và sử dụng bảo hiểm xã hội với thẻ bảo hiểm y tế. 2. Quy định thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp, ghi quản lý và sử dụng bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trong lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định phù hợp với đặc thù của từng bộ và đồng bộ với các quy định tại văn bản này để thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thống nhất trong toàn quốc. Điều 2 là giải thích từ ngữ. Bỏ qua cái điều này. Điều 3 là phân cấp quản lý. Hiền đi vào cái chương 2, đối tượng mức đóng và phương thức đóng. Mục 1 là bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điều 4, đối tượng tham gia. 1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm 1.1. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng kể từ cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của luật của pháp luật về lao động. 1.2. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Hiền mở rộng tại cái khoản này một tí, có nghĩa là từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy thì từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 thì người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng chưa có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1.3. Cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và viên chức. 1.4. Công nhân quốc phòng, công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, trường hợp bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội công an, nhân dân bàn giao cho bảo hiểm xã hội các tỉnh. 1.5. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. 1.6. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện từ 1 tháng 1 năm 2016. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. 1.8. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại khoản 4 điều 123 luật bảo hiểm xã hội. 2. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. 3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Điều 5. Mức đóng và trách nhiệm đóng. Mức đóng và trách nhiệm đóng của người lao động. 1.1. Người lao động quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 của khoản 1 điều 4 hàng tháng đóng bằng 8% mức lương
mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 1.2. Người lao động quy định tại điểm 1.6 khoảng 1 điều 4 hàng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất. Một chấm ba, người lao động quy định tại điểm 1.7 khoảng 1 điều 4 mức đóng hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bằng 22% của hai lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 1.4. Người lao động quy định tại điểm 1.8 khoảng 1 điều 2 khoảng 2 điều 4 thực hiện theo văn bản quy định của chính phủ và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 2. Mức đóng và trách nhiệm đóng của đơn vị. 2.1. Đơn vị hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 khoảng 1 điều 4 như sau: A. 3% vào quỹ ốm đau và thai sản. B. 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. C. 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đơn vị 2.2, đơn vị hàng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động quy định tại điểm 1.6 khoảng 1 điều 4. Điều 6. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Tiền lương do nhà nước quy định. 1.1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có. Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch, bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương. 1.2. Người lao động quy định tại điểm 1.6 khoảng 1 điều 4 thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở. 2. Tiền lương do đơn vị quyết định. 2.1. Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động. Như vậy, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương. Mức lương thì ai cũng hiểu rồi, nhưng có cái là và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Ở đây, phụ cấp lương thì cũng mở rộng chia sẻ một cái vấn đề để chúng ta có thể xem lại. Bởi vì có một cái câu hỏi mà ngày 30 tháng 11 năm 2015
trên trang web chính phủ.vn. Có cái bài viết là từ năm 2018 đóng bảo hiểm xã hội theo mức nào, hoặc các khoản phụ cấp nào không đóng bảo hiểm xã hội. Trên trang web bảo hiểm xã hội.gov.vn thì có nêu một cái câu hỏi của bà Hồ Thị Lan ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi: tôi được biết từ năm 2016, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật về lao động. Vậy các khoản phụ cấp nào không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp? Thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trả lời vấn đề này như sau. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2015 trên NĐ-CP ngày 11 tháng 11 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại khoản 2 điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: từ 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Từ 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Theo quy định tại khoản 1 điều 3 thông tư số 23/2015/TT-BLD-TB-XH ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn việc thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015 trên NDCB ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động, thì tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác. Căn cứ quy định tại số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động và thông tư số 23/2015/TT-BLD-TB-XH. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương, chuyển xếp lương từ thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương sang thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng. Trên đó, cơ sở đó rà soát sửa đổi bổ sung một bổ sung hợp đồng lao động, thỏa ước hợp đồng lao động tập thể và thực hiện thủ tục ban hành theo quy định làm căn cứ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo tiền lương mới. Quy định này tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ. Thì như câu trả lời của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời về cái thắc mắc của bà Hồ Thị Lan này, các khoản phụ cấp nào không tính đóng bảo hiểm xã hội thì vẫn còn rất là chung chung. Cuối cùng thì cũng là nêu ra hàng loạt các văn bản, các quy định, các nghị định có liên quan, chứ còn câu trả lời cụ thể thì cũng chưa thấy.
Thì Hiền cũng chia sẻ thêm một chút về cái vấn đề này. Vấn đề này nó cũng còn hơi rất là trừu tượng, và chắc chắn rằng sẽ các bạn cũng như mình cũng có những cái thắc mắc về cái các khoản phụ cấp này, tại vì vẫn còn ghi rất là chung chung. Thì theo cái quy định tại khoản 1 điều 21 của nghị định số 05/2005/NĐ-CP được hướng dẫn tại khoản 1 điều 3 thông tư số 23/2015/TT-BND-TBXH thì tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh và mức lương trong thang lương bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng và phụ cấp lương nếu có. Như vậy thì phụ cấp lương là một cái khoản mà tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương. Cụ thể như là bù đắp về yếu tố điều kiện lao động, bao gồm các công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Bù đắp về yếu tố tính chất phức tạp công việc như là công việc đòi hỏi, có thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao, có ảnh hưởng đến các công việc khác, yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giao tiếp, sự phối hợp trong quá trình làm việc của người lao động. Bù đắp các yếu tố về điều kiện sinh hoạt như công việc thực hiện ở vùng xa xôi, hiểu lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, vùng có giá cả sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn về nhà ở, công việc, người lao động phải thường xuyên thay đổi địa bàn, thay đổi địa điểm làm việc, nơi ở và các yếu tố khác làm cho điều kiện sinh hoạt của người lao động không thuận lợi khi thực hiện công việc. Bù đắp các yếu tố về thu hút lao động như khuyến khích người lao động đến làm việc ở các vùng kinh tế mới, thị trường mới mở, nghề công việc kém hấp dẫn, cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế, khuyến khích người lao động làm việc có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn hoặc đáp ứng tiến độ công việc được giao. Thì khi công ty xây dựng thang lương bảng lương theo quy định tại điều 93 của Bộ luật Lao động và điều 7 khoản 2 điều 10 của nghị định số 49/2013/NĐ-CP mà chưa tính đến hoặc tính chưa đầy đủ các yếu tố về điều kiện sinh hoạt và mức độ thu hút lao động trong mức lương thì công ty cần quy định thành chế độ phụ cấp lương. Phụ cấp khu vực nhằm đảm bảo các yếu tố điều kiện sinh hoạt nơi làm việc ở vùng xa xôi hẻo lánh, các việc có nhiều cái khó khăn khí có khí hậu khắc nghiệt vân vân, và các yếu tố khác làm cho điều kiện sinh hoạt của người lao động không thuận lợi khi thực hiện công việc. Phụ cấp thu hút thì nhằm để bù đắp các yếu tố để thu hút người lao động, khuyến khích người lao động làm việc trên địa bàn có địa lý tự nhiên không thuận lợi và đặc biệt khó khăn. Thì các mức phụ cấp lương được thiết kế theo tỷ lệ phần trăm hoặc mức tiền do công ty quy định cho phù hợp với đặc điểm tính chất lao động và điều kiện thực tế của công ty. Nếu mức lương theo công việc hoặc chức danh theo trong thang lương bảng lương do công ty xây dựng đã tính đầy đủ và đã tính đầy đủ các yếu tố với điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động thì công ty không cần thiết phải quy định chế độ phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút. Đây đó là những cái thông tin mà Hiền chia sẻ, có một giá trị tham khảo thôi, nó không có một cái giá trị thực để dùng làm các tài liệu trong các hoạt động tố tụng của pháp luật. Quay lại cái quyết định số 959 của Bảo hiểm xã hội lúc
Hiền đã nói đến cái điều số, Hiền đang dừng lại ở điều số 6 về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khoảng 2.2, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Người lao động đã qua học nghề, kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề, thì tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải cao ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%. 3. Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điều này mà cao hơn 20%, cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được bằng 20 tháng lương cơ sở. Điều 7. Phương thức đóng. Thứ nhất là đóng hàng tháng. Hàng tháng chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước. 2. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các thể hộ, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hàng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần, chậm nhất đến cuối ngày, cái ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội. 3. Đóng theo địa bàn. 3.1. Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan xã hội bảo hiểm xã hội tỉnh. 3.2. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh. 4. Đối với người lao động quy định tại điểm 1.7 khoảng 1, điều 4, phương thức đóng là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng. Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức, sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 4.1. Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức, sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức, sự nghiệp thu nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 4.2. Trường hợp người lao động được tham gia, được gia hạn hợp đồng lao động, ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại điều này hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi về nước. 5. Đối với người lao động quy định tại điểm 1.8 khoảng 1 điều 4 thực hiện theo văn bản của chính phủ và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 6. Đối với trường hợp đóng cho thời gian còn thiếu không quá 6 tháng quy định tại điểm 1.5 khoảng 1 điều 5. 6.1. Người lao động đóng một lần cho số tháng còn thiếu thông qua đơn vị trước khi nghỉ việc. 6.2. Thân nhân của người lao động chết đóng một lần cho số tháng còn thiếu cho cơ quan bảo hiểm xã hội huyện. Mục 2 là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều 8, đối tượng tham gia. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điều 9, mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Điều 10. Phương thức đóng. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 1.1. Đóng hàng tháng.
1.2 đóng 3 tháng một lần, 1.3 đóng 6 tháng một lần, 1.4 đóng 12 tháng một lần, 1.5 đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định của chính phủ, 1.6 đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định của chính phủ. Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng theo quy định tại điều 9, nhân với 3 đối với phương thức đóng 3 tháng, nhân với 6 đối với phương thức đóng 6 tháng, nhân 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần. 3 trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời hạn đó chính phủ điều chỉnh mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn thì phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng. 4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó thuộc một trong trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó. 4.1 thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 4.2 hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 4.3 bị chết hoặc tòa án tuyên bố đã chết. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thay đổi phương thức đóng hoặc mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi thực hiện xong phương thức đóng đã chọn trước đó. Điều 11. Thời điểm đóng thực hiện theo văn bản quy định của chính phủ và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Điều 12. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hiện theo văn bản quy định của chính phủ và hướng dẫn về Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mục 3 là bảo hiểm thất nghiệp. Điều 13. Đối tượng tham gia. Người lao động. 1. Người lao động. 1.1. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp, mất sức lao động hàng tháng. Người giúp việc gia đình có giao kết hợp đồng lao động với đơn vị quy định tại khoản 2 điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp là những đơn vị quy định tại khoản 3 điều 4. Mức đóng và trách nhiệm đóng. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau: 1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng. 2. Đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 3. Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 6. 2. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 2 điều 6. Trường hợp mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức lương tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Vâng, Hiền chỉ chia sẻ một phần của cái quyết định số 959, cái phần mà quan trọng về cái sự có sự thay đổi từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Còn các phần còn lại thì các bạn nghiên cứu, các bạn có thể download văn bản về để tham khảo thêm.
Tại vì cái những cái phần còn lại thì nó liên quan đến trình tự hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, thời gian giải quyết, thì truy thu, cấp sổ, vân vân. Quy trình thu cấp sổ thẻ hoặc là quản lý thu, thì những cái đó thì các bạn tham khảo. Phần chia sẻ của Hiền đến đây xin tạm dừng. Thì mọi chia sẻ các bạn vui lòng gửi về hộp thư mail của Hiền là ctb@nghiepvukietoan.vn, hoặc các bạn có thể fanpage là nghiepvukietoan.vn. Các bạn nếu mà muốn đồng hành cùng với kênh YouTube của mình á, thì các bạn có thể bấm subscribe để đăng ký. Hiền sẽ ngày cải thiện cái kênh của mình hơn, bởi vì kênh này cũng còn mới và mọi cái trang thiết bị thì Hiền cũng chưa có trang bị được, thì mong các bạn cũng thông cảm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.